À vâng, shop em lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích bắt ong rừng trên mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay thì shop em lại lên sóng cho các bác tham khảo về cái mẫu quần áo bảo hộ bắt ong rừng vải kaki hàng thủ công Việt Nam tự sản xuất. Và cũng như là một số các cái phụ kiện để các bác đi bắt ong rừng, các bác độ vào quần áo bắt ong rừng. Trước khi đi vào chi tiết của video ngày hôm nay thì shop em xin thông báo qua về cái cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop em để các bác nào mới vào kênh. Các bác chưa biết thì tiện các bác có thể là tham khảo được luôn. Ở shop em thì ở Tân Yên, Bắc Giang, nếu các bác nào ở gần thì xin mời các bác đến tận nơi xem hàng, mua hàng trực tiếp luôn. Các bác nào ở xa không đến được tận nơi thì bên em là luôn nhận ship code COD toàn quốc qua đường bưu điện. Nhận hàng thì quyền lợi các bác được đồng kiểm trước khi thanh toán đúng mẫu mã như trên video em quay. Các bác mới phải thanh toán qua nhân viên bưu tá, trường hợp sai mẫu mã, sai số lượng các bác có quyền từ chối nhận hàng và không phải mất 1.000 tiền cước nào cả. Đó, và quan điểm shop em thì trước nay vẫn vậy, bán hàng thì bán hàng uy tín các bác nhé. Quay video như nào, hàng gửi tận tay các bác như vậy, nên các bác yên tâm khi mà mua hàng ở bên shop em. Và shop em thì là một đơn vị chuyên cung cấp đầy đủ các cái bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng. Ví dụ như là bộ vải bạt ô tô này, bộ bạt ô tô các bác nhé. Nói rõ một lần nữa là bộ bạt ô tô. Nhiều bác nhận hàng thì bảo thấy bộ bạt rồi thì còn vải đâu. Thì em phải nói rõ luôn trên video là bộ bạt ô tô. Những cái bộ mà được may bằng cái vải bạt mà che cái thùng ô tô 5 chân hay là 6 chân đấy các bác nhé, thoải mái bắt ong luôn. Cũng như là cái bộ dàn di nhập khẩu chất liệu cao su cao cấp này, bộ da có quạt hàng nhập khẩu cao cấp, cũng như là bộ vải bò bố nhập khẩu ủng vải ủng cao su, bên shop em có cung cấp phục vụ các bác. Và như trên màn hình các bác thấy các cái phụ kiện để đi bắt ong rừng như guốc chèo, dây đa an toàn hay là quạt mini để độ vào trong quần áo ong các bác nhé. Các bác có nhu cầu tham khảo là mua hàng thì liên hệ trực tiếp theo số máy em để ở phần tiêu đề hoặc là phần mô tả. Kết nối Zalo với em, các bác là chưa tin tưởng thì cách nhanh nhất em sẽ gọi video quay trực tiếp sản phẩm cho bác xem để các bác dễ dàng mua bán. Và không mất nhiều thời gian các bác nữa, em sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay. Về cái sản phẩm ngày hôm nay thì cũng giới thiệu các bác trên kênh rất là nhiều rồi, nhưng em vẫn có quay video, nếu các bác nào mà chưa xem được thì các bác có thể tham khảo này. Tổng quan là nó may là liền ủng, liền mũ và liền găng tay. Và cái phần trước mặt ở đây thì các bác thấy này, được may một cái lớp kính Meca. Lớp kính Meca này giúp chống ong đái này, các bác quan sát ong nó sẽ rất là rõ, nó không bị mờ nhé. Đó. Và phần bên dưới trước mặt là được may hai cái lớp lưới inox, ở giữa là ngăn cách một cái lớp ống Tico để tăng cái độ tiếp diện, nên ong sẽ không tấn công được các bác và nó sẽ thông thoáng. Hai bên tai cũng vậy này, ở đằng sau bên tai này và ở đằng sau lưng này cũng được may thêm là cái lỗ thoáng này. Và lỗ thoáng này được may phồng các bác nhé, may phồng. Và cái lỗ thoáng này vừa là để thoáng khí, vừa là để các bác khi độ quạt ấy thì đặt quạt đây, quạt nó sẽ hút không khí từ bên cái lỗ thoáng này đẩy vào trong, thì sẽ các bác bắt ong sẽ thông thoáng. Và đây là phần dán này. Phần dán này thì được thiết kế ngoài cái phần khóa, thì bên trong đây là phần khóa. Khóa thiết kế là khóa cao cấp, nên các bác yên tâm không có chuyện là kéo bị mắc hay là nó bị hỏng đâu các bác nhé. Ở bên trong đây các bác thấy này, được tráng một cái lớp nhựa để đảm bảo là các bác là bắt tất cả các loại ong luôn, kể cả là ong đất, ong cắn lá, ong bắp cày vân vân. Đây nó có may sẵn cho các bác là một túi đựng quạt, đựng pin nhá. Các bác độ quạt, độ pin thì để vào trong cái túi này, còn chỉ cần cắt một cái lỗ trên đỉnh đầu thôi. Đó. Và về phần găng tay này được may liền. Găng tay là găng tay sơ cua, hàng chuyên bắt ong rừng các bác nhé. Hàng này thì chống mọi loại ong luôn. Thế còn nó vẫn có tỷ lệ bị đốt thì 1.000 con ong thì may ra chỉ có 1 hoặc 2 con đốt xuyên thôi. Thì em vẫn tư vấn các bác nếu bắt ong đất thì các bác lên đeo giúp em là một cái đôi găng tay nữa ở bên trong, vì ngoài ong đất nó dài. Thế còn với ong bò vẽ hay là ong khoái bình thường các bác vô tư, mỗi đốt inox các bác nhé. Và trên đây nó được làm nhám này, được làm nhám để giúp các bác là cầm nắm dụng cụ đi bắt ong, cũng như là trèo cây nó sẽ được có ma sát tốt, nó không bị trơn trượt. Đó. Và về cái phần may cải tiến của năm 2022 về cái mẫu này thì em vẫn giới thiệu các bác như những video trước là cái phần đũm nó được may là dài hơn, rộng hơn để giúp các bác đi bắt ong nó sẽ được thông thoáng hơn. Đấy là về cái phần đũm. Và về phần ủng may cải tiến, trước là ủng dài đến qua đầu gối hoặc là đến đầu gối, thì bây giờ là sẽ may là ủng ngắn. May ủng ngắn này thì nó có tác dụng khi các bác bắt ong dưới đất cũng được, mà bắt ong trên cao cũng được, các bác đeo guốc chèo vào nó sẽ được dễ dàng bác đi bắt ong. Và cái ủng này là ủng dàn di, chất liệu cao su cao cấp. Và đây là hàng Việt Nam nên là ủng cũng là ủng Việt Nam nhé. Đế rất là dày và nhiều nhám để các bác đi bắt ong gặp thời tiết
mùa hè hay là nó gặp nhiều những trận mưa ấy mà các bác địa hình trơn trượt thì cũng không lo nữa, vì nó có độ ma sát rất là tốt nhá. Và bộ này thì nhà em có đủ size số, số size 41, 42, 43 thì khi các bác đặt hàng thì các bác cứ cho bên shop em cái thông số chiều cao cân nặng thì shop em sẽ chọn size các bác mặc vừa, trừ giả trường hợp các bác cho size thông số thì shop em chọn size các bác về không mặc vừa ấy thì các bác phải chịu trách nhiệm nhá. Lưu ý các bác một cái điểm như vậy. Và bên cạnh đó thì về các cái phụ kiện đi bắt ong rừng, trèo hái lan rừng, trèo dừa bên shop em có phục vụ các bác này. Đó là cái guốc trèo và dây đai an toàn bộ đôi đi chung với nhau. Về guốc trèo nhà em có hai loại, một loại là bình dân thì đó là khung thép và móng là móng inox các bác nhá. Đó. Và cái loại inox hoàn toàn đây, inox hoàn toàn thì giá nó sẽ cao hơn là cái loại bình dân. Inox thì nó sẽ được bền và nó có cái độ sáng bóng như là han dỉ, nó sẽ không có chuyện han dỉ các bác nhé. Và dây đai an toàn cũng vậy này, dây đai an toàn nhà em là có hai loại nhưng mà nó cùng công ty thôi, nó chỉ loại phân biệt nhau là một loại móc nhỏ, một loại móc to. Móc to nó sẽ đắt hơn cái móc nhỏ vài chục nghìn, thế nhưng mà sử dụng thì dây đai an toàn móc to là sẽ an toàn hơn, vì khi các bác muốn mở cái móc này thì các bác phải bóp kết hợp ở cả phần bên dưới của cái móc này thì nó mới bật được ra, thì các mới móc được cái móc này vào cái khuy của dây đai an toàn. Còn móc nhỏ này các bác bóp này vào đấy thì tùy các bác lựa chọn mua, còn hàng là hàng công ty các bác nhé, hàng công ty Thăng Long luôn. Và về phần quạt, quạt thì shop em hiện nay là đang phục vụ các bác là hai cái mẫu quạt, một loại là quạt đen 5V pin 10.000 ampe, khi mua sẽ được tặng là một cái cục nguồn như thế này để các bác kết nối vào dây dây sạc để các bác sạc pin đó. Và một loại là pin 18.000 ampe và quạt là quạt 7V 9 cánh. Thì cái loại này thì khi các bác mua sẽ được tặng một cái cục sạc trị giá là 50.000 đồng nếu các bác mua combo. Đó, và trong video này thì em giới thiệu qua như vậy thôi. Còn nội dung chính thì giới thiệu các bác về cái bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng này thì em xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác có những cái giao dịch thành công với shop em. Và các bác đừng quên lại nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua các cái sản phẩm bộ đồ bảo hộ bắt ong rừng bên shop em thì liên hệ theo số máy em để phần tiêu đề hoặc là phần mô tả các bác nhé.